Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong Tin Nóng Bóng Đá ngày 8 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có mặt tại Trung Quốc rồi. Đội di chuyển trong đêm muộn với quyết tâm là sẽ có thêm một buổi tập ngày hôm nay. Vì thực tế là đội cũng chỉ có buổi tập ngày hôm nay thôi, buổi tập ngày mai. Và đến 18h35 ngày 10 tháng 10 thì đội sẽ bước vào trận đấu với đội tuyển chủ nhà Trung Quốc, một trận giao hữu rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Những thông tin hướng tới trận đấu này là tâm điểm trong Tin Nóng Bóng Đá ngày hôm nay, bên cạnh nhiều câu chuyện rất đáng chú ý khác. Bình Cường chúc quý vị và các bạn một ngày Chủ nhật với thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nổi bật nhất của bản tin ngày hôm nay. Những tin chính trong Tin Nóng Bóng Đá ngày 8 tháng 10 năm 2023. Huấn luyện Philippe Chu-xie tiết lộ nhân sự đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Trung Quốc. Trận giao hữu của Việt Nam không được tính điểm FIFA Days. Đội tuyển Việt Nam có 3 đội trưởng, không có đội phó. Thưa quý vị và các bạn, trước khi lên đường sang Trung Quốc, huấn luyện viên Philippe Chu-xie đã thực hiện một buổi gặp gỡ với truyền thông và cũng công bố danh sách đội tuyển Việt Nam lên đường sang Trung Quốc để chuẩn bị cho những trận giao hữu trong dịp FIFA Days này. Đây là một buổi ra mắt khá là thú vị khi mà đội tuyển của chúng ta học theo các đội bóng hàng đầu như là Tây Ban Nha hay là nhiều đội tuyển khác công bố danh sách bằng video. Một điều khá là thú vị. Nhưng ngay cả khi công bố danh sách một cách thú vị như vậy thì người ta vẫn quan tâm nhiều hơn tới những cầu thủ không thể góp mặt, trong đó có trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Chiều ngày 7 tháng 10, huấn luyện viên Philippe Chu-xie đã công bố danh sách 28 cầu thủ sẽ cùng đội tuyển Việt Nam hướng đến loạt trận giao hữu trong tháng 10 này. Trong buổi họp báo, danh sách được công bố lần lượt theo từng vị trí. Từ danh sách ban đầu, những cái tên bị loại là Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú và Lương Duy Cương. Văn Hậu nằm trong số những cái tên gây nuối tiếc nhiều nhất trong bản danh sách này. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội được cho là chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Trước đó ở dịp FIFA Days tháng 9, tuyển thủ người Thái Bình cũng không thể phục vụ cho đội tuyển quốc gia vì lý do tương tự. Trong danh sách được giữ lại, ngoài những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm với thâm niên nhiều năm trên tuyển, một số cái tên trẻ cũng được tạo cơ hội như Đình Bắc, Văn Tùng, Vĩ Hào, Minh Trọng, Văn Việt. Rạng sáng nay, 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay tới Đại Liên, Trung Quốc để chuẩn bị cho hai trận giao hữu với đội tuyển chủ nhà và Uzbekistan tại đây. Sở dĩ đội tuyển lựa chọn chuyến bay đêm là để tận dụng tối đa quỹ thời gian có thể, thay vì phải di chuyển vào ban ngày và mất một buổi tập. Toàn đội có thể ngủ đêm trên máy bay và ra sân tập vào chiều ngày hôm nay. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10 như sau: 18h35 ngày 10 tháng 10 đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. Vẫn là một khung giờ như vậy, vào ngày 13 tháng 10 chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Uzbekistan và vào 18 giờ ngày 17 tháng 10 chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển đó là chủ nhà Hàn Quốc. Như vậy, nhìn vào danh sách vừa rồi, khi mà Văn Hậu chưa hoàn toàn bình phục chấn thương vắng mặt và Hồ Tấn Tài cũng nằm trong danh sách 6 cầu thủ không góp mặt, thì chúng ta thấy rất là rõ đó là gì? Những cầu thủ chạy biên của đội tuyển Việt Nam rất quen thuộc trong thời gian vừa qua đều không góp mặt. Ở bên cánh trái trước đây thường là Văn Hậu đá chính, Hồng Duy dự bị. Và bên phía cánh phải sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Văn Thanh và Hồ Tấn Tài. Nhưng bây giờ thì cả 4 cầu thủ này đều vì những lý do khác nhau mà không góp mặt. Như vậy là huấn luyện viên Philippe Chu-xie đang hướng tới những bộ cánh hoàn toàn mới. Trong đó thì ông sẽ cài vào đây những gương mặt từ đội tuyển U23 Việt Nam. Bên cánh trái sẽ là sự xuất hiện của Minh Trọng và bên cánh phải có thể sẽ là cơ hội dành cho Hồ Văn Cường bên cạnh những bậc đàn anh khác. Cũng có thể phần nào hiểu được những tính toán đó của huấn luyện viên Philippe Chu-xie. Trong buổi họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Philippe Chu-xie đã giải đáp khá là nhiều thắc mắc của giới truyền thông về việc chọn người này, sao không chọn người kia, rồi là cơ hội sẽ mở ra như thế nào cho những trận đấu tới, ai sẽ là những người được ưu tiên để đá chính trong cuộc đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. Trong buổi họp báo công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam lên đường sang Trung Quốc và Hàn Quốc dự các trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 10, không ít người đặt câu hỏi về những quyết định nhân sự của huấn luyện viên Philippe Chu-xie. Theo đó, chiến lược gia người Pháp gọi nhiều cầu thủ như vậy bởi các đội bóng chưa bước vào mùa giải mới và tránh rủi ro các trụ cột có thể gặp chấn thương. Vị huấn luyện viên người Pháp nhấn mạnh: "Tôi xin nhấn mạnh dựa trên phong độ và thể trạng các cầu thủ mà tôi đưa ra quyết định chọn lựa, và danh sách rút gọn với 28 cầu thủ cũng được lựa chọn theo phong độ trong thời gian qua, chứ không phải theo tiếng tăm hay tên tuổi. Tôi không có nghĩa vụ chọn cầu thủ nổi tiếng, công thần trong quá khứ cho đội tuyển Việt Nam." Bên cạnh đó, thiên trường đội tuyển Việt Nam cũng hé lộ về nhóm cầu thủ sẽ ra sân trong trận giao hữu đầu tiên ở dịp FIFA Days tháng 10 gặp Trung Quốc.
Ngoài năng lực, các cầu thủ cần đảm bảo phong độ lẫn thể trạng. Nhóm cầu thủ tập trung từ đầu, tức là từ ngày 2 tháng 10, đến từ Bình Dương, Viettel, Nam Định, Bình Định sẽ có lợi thế hơn so với các gương mặt tập trung muộn. Họ đang có được phong độ tinh thần tốt, dự kiến 80-90% lực lượng này sẽ đá chính trong trận đấu với Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10. Cuối cùng, huấn luyện viên Chu Xie một lần nữa nhấn mạnh những người không được lựa chọn không đồng nghĩa sẽ vắng mặt ở vòng loại World Cup vào tháng sau, tất cả đều còn nguyên cơ hội. Nếu như căn cứ theo phát biểu của huấn luyện viên Philippe Chaussier đó là ai có phong độ tốt nhất thì người đấy sẽ được lựa chọn, thì chúng ta cũng hiểu rằng tuy dịp FIFA Days tháng 10 với 3 trận đấu rất quan trọng này sẽ định hình lối chơi, con người và cách đá của huấn luyện viên Philippe Chaussier, nhưng nếu như các cầu thủ không thể hiện phong độ tốt khi V-League 2023-2024 rồi hạng nhất quốc gia của mùa giải mới khởi tranh không đạt phong độ cao thì nguy cơ mất vị trí vẫn là rất lớn, và những ai đạt phong độ cao trong giai đoạn đó thì cũng sẽ có được vị trí của mình. Vì đến trung tuần tháng 11 chúng ta mới bước vào những trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ hai World Cup, cuộc đối đầu với Philippines và sau đó là trận đấu với Iraq. Thế cho nên mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10 này thực hiện một điều chưa từng có, rất là thú vị. Đó là điều gì? Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau sau. Còn bây giờ Biên Cương xin phép được chia sẻ cùng quý vị và các bạn một sản phẩm mà Biên Cương thấy là càng lúc càng mang lại niềm tin nơi những người tiêu dùng. Đó là những khách hàng đã cảm thấy rằng Đông trùng Bách Khang là một sản phẩm giúp cho rất nhiều quý vị tăng cường thể lực, tăng cường sinh lực, xua tan sự mệt mỏi, xua tan những stress của cuộc sống hiện đại, và cũng giúp cho rất là nhiều những cô bác có thể có những giấc ngủ ngon vì không còn mệt mỏi và cũng không bị tiểu đêm nhiều. Đó là điều mà rất là vui khi Đông trùng Bách Khang đã mang lại cho người tiêu dùng. Xung quanh là gì mà hay thế? Xung quanh là Đông trùng Bách Khang. Đông trùng Bách Khang được sản xuất tại DK Pharma theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Đông trùng Bách Khang được cấp chứng nhận gen của Ngân hàng Gen Mỹ, chứng nhận xuất xứ nguyên liệu từ Mỹ, chứng nhận nguyên liệu hữu cơ. Phiếu kiểm nghiệm đảm bảo hàm lượng hoạt chất trong đông trùng hạ thảo. Đông trùng Bách Khang còn được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại với công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo chất lượng tối đa nhất với tiêu chuẩn của nhà máy dược phẩm. Đông trùng Bách Khang giúp người dùng chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Đông trùng Bách Khang, đông trùng thật, tự tin, sống chất. Như đã chia sẻ nhiều lần cùng quý vị và các bạn, đó là những khán giả của kênh Bình Luận Viên tại Biên Cương đang được Bách Khang Đường dành tặng cho một gói ưu đãi rất là giá trị. Khi mà quý vị mua 4 hộp đông trùng Bách Khang thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa, mà giá thì vẫn tiết kiệm được gần 1 triệu. Đó là giá cho 5 hộp đông trùng Bách Khang chỉ có 1.898.000 đồng mà thôi ạ. Biên Cương xin nhắc lại là 1.898.000 đồng cho 5 hộp đông trùng Bách Khang với đúng loài đông trùng hạ thảo Cordyceps sinensis. Đông trùng hạ thảo Cordyceps sinensis này được nhập khẩu từ Hoa Kỳ và tất cả đều được phòng công chứng Hoa Kỳ cũng như là ngân hàng Gen Hoa Kỳ chứng nhận. Một sản phẩm tốt và quy trình sản xuất thì cũng rất là bài bản chặt chẽ, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm để sử dụng sản phẩm này. Sử dụng sản phẩm đông trùng Bách Khang tốt nhất là vào thời điểm đầu tiên của mỗi ngày hoặc là kết thúc một ngày làm việc để giúp chúng ta xua tan đi sự mệt mỏi và cũng giúp cho chúng ta có được giấc ngủ rất là sâu ạ. Như vậy rất là yên tâm rồi, thưa quý vị và các bạn. Xin được nhắc lại là quý vị có thể truy cập vào website bachkhangduong.vn, bachkhangduong.vn, hoặc gọi điện tới số hotline là 0889666650, 0889666650 để có thêm thông tin chi tiết quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một quyết định khá là thú vị của huấn luyện viên Philippe Chaussier ở ban cán sự của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10. Ở đợt tập trung tháng 10 của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Chaussier lựa chọn 3 cái tên thay phiên giữ băng đội trưởng. Theo đó, những thủ lĩnh tinh thần của những chiến binh sao vàng lần này sẽ bao gồm trung vệ Quế Ngọc Hải cùng hai tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức. Ngược lại sẽ không có chức danh đội phó trên tuyển ở đợt tập trung này. Được biết các cầu thủ sẽ lần lượt đeo băng thủ quân trong 3 trận giao hữu.
3 nói trên đều là những người đã có kinh nghiệm và là trụ cột của đội tuyển Việt Nam về mặt chuyên môn. Trong đó Ngọc Hải và Hùng Dũng từng nhiều lần đeo băng đội trưởng ở trên tuyển. Việc chọn nhiều đội trưởng từng được huấn luyện viên Chu Xie thực hiện ở đội tuyển U23 Việt Nam khi ông chọn ra 4 cầu thủ xoay vòng chức danh thủ quân. Đây là một trong những sự khác biệt so với người tiền nhiệm Park Hang-seo. Đội trưởng gần nhất được huấn luyện viên người Hàn Quốc lựa chọn là Đỗ Hùng Dũng. Điều huấn luyện viên Philippe Chaussier làm đội tuyển Việt Nam thì khác so với thời Nguyễn Park Hang-seo, đúng không? Thời Nguyễn Park Hang-seo thì chúng ta biết là chiếc băng đội trưởng được trao cho Quế Ngọc Hải trong một thời gian khá là dài. Nhưng bắt đầu từ năm 2022 sau AFF Cup 2020, nhưng thực chất là đá vào năm 2021, thì huấn luyện viên Philippe Chaussier, thì huấn luyện viên Park Hang-seo, xin lỗi quý vị, đã lựa chọn một ban cán sự mới, trong đó Đỗ Hùng Dũng là người được trao băng đội trưởng. Bây giờ thì ba cái tên thay đổi cho vị trí thủ quân của đội tuyển Việt Nam. Điều này thì sẽ giống nhiều với những gì mà huấn luyện viên Kia Thi Sắc từng thực hiện nơi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, có tới 5 cầu thủ thay nhau mang băng đội trưởng của đội bóng phố núi. Có thể là bước vào những trận đấu chính thức, vào những giải đấu chính thức thì huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ lựa chọn ban cán sự với đội trưởng và ba đội phó. Còn trong dịp FIFA Days này thì sẽ là ba đội trưởng khác nhau. Trong đó thì mỗi người sẽ mang băng đội trưởng trong một trận đấu, và trận đấu với đội Uzbekistan thì sẽ là một trận đấu không được tính điểm dịp FIFA Days. Trận đấu này cũng không được sản xuất truyền hình nên khán giả ở Việt Nam cũng không được theo dõi, và cũng phù hợp để huấn luyện viên Philippe Chaussier coi đó như là một buổi tập kín, không có sự tác nghiệp của truyền thông, không có khán giả ngồi theo dõi, một trận đấu thuần túy có ý nghĩa chuyên môn giữa cầu thủ hai đội, ban huấn luyện hai đội. Trong dịp FIFA Days tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu lần lượt gặp các đối thủ Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Tuy nhiên theo quy định của FIFA, mỗi dịp FIFA Days thì đội tuyển quốc gia chỉ có 2 trận được tính là Tier 1, tạm hiểu là dùng thành tích để tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Do vậy thành tích một trong 3 trận giao hữu nói trên sẽ không được dùng làm cơ sở tính điểm. Theo thông báo của VFF, 2 trận giao hữu quốc tế chính thức của Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10 sẽ là trận gặp Trung Quốc và Hàn Quốc. Trận đấu với đội tuyển Uzbekistan được hai đội thống nhất là trận đấu không thuộc dịp FIFA Days. Trận đấu này chủ yếu phục vụ công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội. Do vậy sẽ thi đấu trên sân không khán giả, không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông, kết quả của trận đấu cũng không được tính điểm xếp hạng FIFA. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra 18:35 ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam tại sân Trung tâm Thể thao Đại Liên. Còn trận đấu với Hàn Quốc bắt đầu vào lúc 18:00 ngày 17 tháng 10 ở sân vận động Suwon World Cup. Xen giữa hai trận đấu là màn so tài kín với Uzbekistan ngày 13 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, sân cỏ châu Á đáng chú ý nhất ngày hôm qua là trận chung kết bóng đá nam của Á vận hội giữa hai đội giàu truyền thống bậc nhất ở sân chơi này là Olympic Hàn Quốc và Olympic Nhật Bản. Đây là trận chung kết thứ 3 của Olympic Hàn Quốc, còn Nhật Bản thì cũng đã phô diễn khá là nhiều sức mạnh cho đến lúc này. Mặc dù vậy, trong trận chung kết, Nhật Bản đã không thể ngăn cản Olympic Hàn Quốc có được tấm huy chương vàng ASEAN thứ 3 liên tiếp. Trận chung kết bóng đá nam ASEAN 19 chứng kiến cuộc chạm trán của hai nền bóng đá hàng đầu châu Á, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây được kỳ vọng sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn để khép lại môn thể thao vua của Đại hội Thể thao châu Á năm nay. Olympic Nhật Bản có khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi mở tỷ số ngay phút thứ 2 sau tình huống hàng phòng ngự Olympic Hàn Quốc bị rối loạn. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch không hề tỏ ra nào núng và tìm đường vào mạng lưới đối phương ở phút 27. Sân đi hiệp 2, Olympic Hàn Quốc tỏ ra bản lĩnh và tận dụng cơ hội tốt hơn với bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 56. Kết quả này được giữ tới hết trận, đội tuyển Olympic Hàn Quốc có lần thứ 3 liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nam ASEAN. Trong khi đó, Olympic Nhật Bản có kỳ ASEAN thứ 2 liên tiếp nhận huy chương bạc bóng đá nam. Tấm huy chương đồng thuộc về Olympic Uzbekistan, đại diện của Trung Á đã thắng Olympic Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 4-0 trong trận tranh huy chương đồng. Như vậy, cho đến nay thì Biên Cương vẫn chưa hiểu vì sao mà đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc, Olympic của họ lại có thể chiến thắng được Olympic Iran để tiến tới tận bán kết. Nhưng sau đó thì họ đã thể hiện đúng bộ mặt của mình, đặc biệt là trận thua trong trận tranh huy chương đồng với Olympic Uzbekistan, trận thua với tỷ số 0-4. Còn Olympic Hàn Quốc, rõ ràng đây là đội bóng quá mạnh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có hai đội đá với đội bóng của Hàn Quốc trong dịp FIFA Days tháng 10. Đó là đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Và vào ngày 15 tháng 10 thì đội U18 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng sẽ đấu đầu với đội U18 Hàn Quốc trong giải đấu mang tên là Seoul Cup. Những cuộc tỉ thí cực kỳ giá trị với nền bóng đá mạnh như Hàn Quốc.
Với bóng đá Việt Nam thì một thông tin cũng rất đáng quan tâm, đó là câu lạc bộ Hà Nội đã bất ngờ chia tay với huấn viên Božidar Bandović, người đã được bầu chọn là huấn viên xuất sắc nhất của mùa giải 2023. Nhưng có vẻ như việc không thể giúp cho đội bóng thủ đô có được kết quả tốt ở giải AFC Champions League cũng khiến cho vị huấn viên này phải nói lời chia tay. Hiện tại thì người đang sẽ thay vị trí của huấn viên Bandović là trợ lý Lê Đức Tuấn. Đó là câu chuyện của bóng đá. Còn với Futsal thì đội tuyển Futsal Việt Nam chúng ta đã tạo ra một kết quả tích cực ở vòng loại của giải châu Á với chiến thắng hết sức ấn tượng. Hôm 7 tháng 10, đội tuyển Futsal Việt Nam đã bước vào trận ra quân bảng D vòng loại Futsal vô địch châu Á 2024. Đối thủ của thầy trò viên Diego Gustosi là đội chủ nhà Mông Cổ, vốn được đánh giá thấp hơn chúng ta rất nhiều. Không nằm ngoài dự đoán, đội tuyển Futsal Việt Nam chiếm lĩnh thế trận, kiểm soát bóng thường xuyên và dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc 6-1. Những cầu thủ ghi bàn gồm Thịnh Phát với cú đúp, Minh Chí, Gia Hưng, Ngọc Sơn và đội trưởng Đức Hòa. Thắng lợi này giúp Futsal Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D sau lượt trận đầu tiên. Xếp ở vị trí thứ nhì là Hàn Quốc, đội bóng đã vượt qua Nepal với tỷ số 5-1. Ngày 9 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal ở lượt trận thứ hai. Cùng đến với những kết quả cập nhật của bóng đá quốc tế, trong đó đáng chú ý là vòng 8 của giải ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý ngày hôm nay sẽ là cuộc so tài giữa Arsenal và Manchester City. Tuy nhiên, ngày hôm qua cũng đã diễn ra những trận đấu rất đáng quan tâm và hai đội bóng thi đấu bết bát gặp nhiều vấn đề trong thời gian gần đây đã tìm được niềm vui chiến thắng dù theo những cách khác nhau, đó là Chelsea và Manchester United. Tại vòng 8 Premier League, Chelsea làm khách trên sân của Burnley với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải. Tuy bị dội gáo nước lạnh ngay phút thứ 15 khi Odegaard mở tỷ số cho đội chủ nhà, nhưng sự tỏa sáng của Raheem Sterling, The Blues đã liên tiếp có được những bàn thắng. Đầu tiên là tình huống tạt bóng khiến cầu thủ Burnley phản lưới cuối hiệp 1, sau đó là pha đi bóng kiếm về quả phạt đền để Cole Palmer lập công đầu hiệp 2. Đích thân Sterling nâng tỷ số lên thành 3-1 trước khi Nicholas Jackson ấn định tỷ số 4-1 cho Chelsea. Trong khi đó ở Old Trafford, tưởng chừng Manchester United sẽ phải nhận một kết quả tồi tệ nữa khi Brentford dẫn trước đến những phút bù giờ hiệp 2. Mặc dù vậy, màn lội ngược dòng khó tin đã xảy ra với cú đúp của cầu thủ vào sân thay người Scott McTominay ở các phút 90+3 và 90+7. Tỷ số chung cuộc là 2-1 nghiêng về Quỷ Đỏ thành Manchester. Ở nhóm đầu bảng, Tottenham dù thi đấu thiếu người trong cả hiệp 2 nhưng vẫn giành trọn 3 điểm trước tân binh Luton Town nhờ pha lập công duy nhất của Mickey van der Ven. Spurs vẫn giữ thành tích bất bại ở Premier League mùa này và tạm thời chiếm ngôi đầu của bảng xếp hạng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày 8 tháng 10 năm 2023. Hôm nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã bước vào hành trình di chuyển và tập luyện ở những nền bóng đá hàng đầu là Trung Quốc và Hàn Quốc. Chúc cho dịp FIFA Days tháng 10 này sẽ diễn ra thuận lợi với thầy trò huấn viên Philippe Chu-xie. Chúc cho đội tuyển U18 Việt Nam chúng ta cũng sẽ có trải nghiệm quý báu tại Hàn Quốc và chúc cho quý vị một ngày nghỉ Chủ nhật với nhiều niềm vui. Cũng đừng quên đó là Đông Trùng Bách Khang đang dành cho những khán giả của bình luận viên Tạ Biên Cương một gói ưu đãi khi mà mua 4 hộp được tặng thêm một hộp nữa là 5 và chỉ có giá 1.898.000 đồng thôi. Quý vị có thể truy cập vào website bachkhangdường.vn hoặc số điện thoại hotline luôn chờ đợi những cuộc gọi của quý vị 0889666650 ạ. Và uống Bách Khang, Đông Trùng Bạch Khang vào đầu mỗi ngày sẽ rất tốt cho chúng ta. Xin chào tạm biệt và cảm ơn quý vị.